giải đọc siêu nhân, tác giả John Bevere. Chương 17. Để cho tập trung, chúng ta hãy ôn lại vắn tắt trọng tâm của sự thờ thần tượng. Đó là khi con người, cả người tin lẫn người không tin, gạt qua những gì Chúa bày tỏ rõ ràng để làm thỏa mãn các ham muốn hay dục vọng trái với đường lối của Ngài. Vì lý do này mà Phao-lô viết: anh chị em phải biết rõ điều này, mọi kẻ gian dâm, ô uế hoặc tham lam, vì tham lam là thờ thần tượng, đều không được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Chúa Cứu Thế và của Đức Chúa Trời. Đừng để ai lừa dối anh chị em bằng những lời rỗng tuếch. Chính vì những điều đó mà Đức Chúa Trời giáng cơn thịnh nộ trên những kẻ không vâng phục. Vậy, anh chị em đừng tham dự với họ. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5 cho đến câu 7. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ trên người không tin, nhưng Chúa cũng kỷ luật các tín hữu nào tham dự vào sự thờ phượng, thần tượng hay còn gọi là tham lam, để khiến lòng của họ trở lại cùng tấm lòng của Ngài. Tuy nhiên, nếu tín hữu đó tiếp tục ngoan cố không vâng lời như Ba-la-am, thì hậu quả có thể là nghiêm trọng, đó chính là cái chết. Phao-lô cảnh cáo các tín hữu như sau: vì nếu anh chị em sống theo xác thịt thì anh chị em sẽ chết. Trong Roma đoạn 8 câu số 13, sứ đồ Gia-cơ cũng cảnh báo chúng ta: dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi trưởng thành sinh ra sự chết. Anh chị em thân yêu của tôi ơi, đừng bị lừa dối. Gia-cơ đoạn 1 câu 15-16, sự thờ thần tượng phải được xem là chất độc giết chết từ từ. Nó là chất diệt siêu nhân thuộc linh. Chúng ta không thể đùa giỡn với nó được. Mạng nhện của sự thờ thần tượng rất xảo quyệt và mãnh liệt. Chúng ta đã có được cái nhìn sức mạnh của nó khi nhìn thấy Ba-la-am. Nhưng chúng ta hãy đi tiếp nha. Hãy đọc kỹ lời cảnh báo của Chúa với các lãnh đạo của dân Israel. Lời Chúa phán cùng tôi: hỡi con người, những người này đã để thần tượng trong lòng, đã đặt tội lỗi gây vấp phạm ngay trước mặt họ. Ta có nên để họ cầu khẩn ta không? Ê-xê-chi-ên đoạn 14 câu 2 và câu 3. Một lần nữa chúng ta thấy rõ sự thờ thần tượng không chỉ giới hạn vào chuyện tạc tượng thờ hay là lập bàn thờ hoặc là đền miếu. Chúa không chừa chỗ cho sự nghi ngờ khi phán rằng chúng ta đã để thần tượng trong lòng. Đây không phải là các ông địa đặt dưới gốc cây, ở giữa trung tâm thành phố hay tại các đền miếu. Không! Đây là các thần tượng đã được dựng lên trong lòng của họ. Nó che giấu các dục vọng trái với ý muốn của Chúa. Chúa nói tiếp: vậy hãy nói và bảo chúng rằng Chúa phán như vậy: người nào thuộc nhà Israel để thần tượng trong lòng và đặt tội lỗi gây vấp ngã ngay trước mặt họ, rồi đến gặp một tiên tri, thì chính ta, Chúa, sẽ trả lời nó xứng với nhiều thần tượng của nó. Ê-xê-chi-ên đoạn 14 câu số 4. Khi một người bị vướng vào sự thờ thần tượng, cứ đeo bám những dục vọng tội lỗi và rồi đến gặp một mục sư xin lời khuyên, xin tư vấn hay đưa ra lời dạy dỗ của Kinh Thánh, thì họ có thể nhận được câu trả lời, nhưng nó không theo ý muốn của Chúa. Câu trả lời sẽ giống với câu trả lời mà tiên tri Ba-la-am nhận được. Bản dịch mới dịch câu sau từ sách Ê-xê-chi-ên như vậy: họ đến gặp một tiên tri thì chính ta, Chúa, sẽ trả lời nó xứng với nhiều thần tượng của nó. Vậy bây giờ hãy nghe lời cảnh báo cho các mục sư lãnh đạo nào né tránh, không phơi bày tội thờ thần tượng của các tín đồ xác thịt. Trái lại, họ còn nói nhỏ nhẹ với các tín đồ này, như thể mọi sự đều ổn cả. Ôi! Các tiên tri và thầy tế lễ và các nhà lãnh đạo thuộc linh trong cựu ước, từ điểm này trở đi tôi sẽ dùng các thuật ngữ có liên quan cho các lãnh đạo chức vụ thời nay nha. Nếu một tiên tri bị dụ dỗ mà nói lời nào, thì ta là Chúa đã để cho tiên tri ấy bị dụ dỗ. Nhưng ta sẽ giương tay lên chống lại kẻ đó và tiêu diệt nó khỏi giữa vòng dân Israel. Ê-xê-chi-ên đoạn 14 câu số 9. Trong lúc cầu nguyện, đôi khi tôi kêu khóc, đôi khi tôi cảm nhận một sự đau buồn nặng nề khi suy nghĩ phần lớn sự giảng dạy được loan truyền bởi các hội thánh thời nay, đặc biệt là ở Tây Phương.
Tôi kêu cầu Chúa để biết lý do đằng sau các sứ điệp tin lành yếu ớt đã được rao giảng và viết ra. Trong khi trả lời, Thánh Linh của Chúa đã dẫn tôi tới chương 13 và 14 của sách Ezechiel. Các chương này cho thấy lý do đằng sau những sự giảng dạy khi bị pha trộn, bỏ qua việc phơi bày lối sống tội lỗi. Đó là sự thờ thần tượng. Nếu một mục sư không dám trình bày đầy đủ tin lành vì ông ta không muốn mất tín đồ hay mất tên tuổi, chuyện này không khác gì là lòng tham trá hình. Chính vì lý do này, vào thời điểm mà các mục sư giả mạo mọc lên như nấm mà các tiên tri Jeremy đã kêu lên, từ kẻ hèn đến người sang, hết thảy đều lo trục lợi, từ tiên tri đến thầy tế lễ, hết thảy đều gian lận. Jeremy đoạn 6 câu số 13. Tôi bắt đầu nhìn thấy thoáng qua những tác động sâu xa của sự yếu đuối thuộc linh, chất diệt siêu nhân lây lan trong nhiều hội thánh hiện đại. Tôi nhìn thấy sự bất mãn của nhiều tín đồ hữu danh vô thực, và xuất phát từ tình trạng của tấm lòng họ nên nổi lên những ham muốn nhiều thứ còn thiếu trong đời. Thường đây không phải là những nhu cầu chính đáng mà chỉ là mong muốn hay là thèm khát mà thôi. Các mục sư lãnh đạo nào đã bị dẫn dụ đều bị các dục vọng ham muốn làm cho chệch hướng, nên họ đã giảng kinh thánh nhưng lại bỏ qua và ủng hộ lối sống tội lỗi của những tín đồ sống tội lỗi. Và cùng lúc tiện thể, họ cũng tránh những câu kinh thánh nào phơi bày những hành vi tội lỗi. Sự thờ thần tượng này khiến cả mục sư lẫn tín hữu không muốn mở lòng ra để đón nhận sứ điệp hay lời khuyên nào đó, nói thẳng với các ham muốn hay dục vọng của họ, và rồi khăng khăng giữ các dục vọng và thần tượng này. Trong Tân Ước, Phao-lô nói tiên tri tương tự như Jeremy và Ezechiel về thời kỳ tương lai. Vì sẽ đến thời kỳ người ta không chịu nhận giáo lý chân chính, nhưng chiều theo dục vọng mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để dạy những điều êm tai. Ti-mô-thê nhì đoạn 4 câu số 3. Đón chào bạn đến với thời kỳ đó. Điều duy nhất mà các tín đồ xác thịt làm để được nghe những bài giảng nào họ muốn nghe là tìm các sư nào đang dính scandal về sự tham tiền. Mặt khác, một người mục sư thánh khiết kính sợ Chúa sẽ không đi chệch khỏi bất kỳ lời khuyên nào của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải chú ý đến toàn bộ kinh thánh chứ không chỉ giảng một vài đoạn mà thôi. Người mục sư như thế sẽ không sợ sự sửa trị và phơi bày tội lỗi cũng như khích lệ tín hữu. Các mục sư mà Phao-lô nói ở trên thường quan tâm tới tiếng tâm, thể diện, sự tăng trưởng và chương trình nghị sự của họ. Họ an tâm là có được kết quả khả quan. Do đó, họ sẽ giảng dạy theo ánh sáng của những ham muốn của người nghe, thay vì trung tín công bố lời Chúa dù người ta có nghe hay là không. Một tiên tri tuyên bố lẽ thật. Jehoshaphat, vua Juda, đã liên minh với vua Ahab, vua Israel, qua cuộc hôn nhân của con họ. Đây không phải là một tiến triển tốt đối với vua Jehoshaphat, vì ông kính sợ Chúa, còn Ahab là một người thờ thần tượng. Sau một thời gian, Jehoshaphat đến Samari để thăm vua Israel. Ahab kiến nghị Jehoshaphat tập hợp Juda để chiến đấu sát cánh với Israel và tấn công Syria. Jehoshaphat trả lời, tôi cũng như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, chúng tôi sẽ tham chiến với ngài. Vua Jehoshaphat cũng nói với vua Israel, nhưng hãy thỉnh cầu lời chỉ dẫn của Chúa trước đã. Xem trong Sử Ký Nhì đoạn 18 nhé. Nên vua Ahab triệu tập 400 tiên tri và lãnh đạo nổi tiếng nhất của Israel. Đây không phải là những người hầu việc ba anh Asera, Kemốt hay thần giả, mà là những tiên tri của Chúa. Họ nói trong danh của Yahweh. Ahab hỏi xem ông đi tham chiến hay trì hoãn. Tất cả các tiên tri đồng lòng nói, vua hãy đi. Đức Chúa Trời sẽ trao thành ấy vào tay vua. Sử Ký Nhì đoạn 18 câu số 5. Các lãnh đạo này được huấn luyện để chỉ nói tích cực và giảng sứ điệp khích lệ cho người nghe, đặc biệt là những nhân vật quan trọng.
Dù họ là các tiên tri của Chúa, nhưng họ lún sâu vào tham dục. Họ là những người thờ thần tượng. Dù các tiên tri này là những người được tôn trọng nhất của Israel và các sứ điệp của họ rất ấn tượng, nhưng vua Jehoshaphat cảm thấy không thoải mái với lời khuyên này. Sự kính sợ Chúa trong đời sống của ông đã giữ cho ông có sự phân biệt không thiên vị. Ông hỏi, ở đây không còn một tiên tri nào khác của Chúa để chúng ta hỏi sao? Trong câu 6, ông biết những người lên tiếng là các tiên tri của Chúa, nhưng có điều gì đó nó không có ổn. Ahab vặn lại, còn một người chúng ta có thể nhờ để thỉnh cầu Chúa, tên ông ta là Micah, con trai Zimla, nhưng tôi ghét ông ta. Ông ta không bao giờ nói tiên tri tốt về tôi, nhưng chỉ toàn là xấu mà thôi. Câu số 7. Đối với một người thờ thần tượng hay một giáo hội vốn đã quen với việc nịnh hót, thì một tôi tớ thật của Chúa dường như bị cho là người giảng tiêu cực và gây nản lòng. Mi-chê khác biệt với những người đó, bởi ông không cần số đông đi theo hay bất cứ thứ gì từ Ahab. Ông kính sợ Chúa hơn con người và mong ước sự chấp thuận của Chúa hơn là sự thành công. Ông biết Chúa là nguồn cung cấp của mình và ông thà vâng lời Ngài còn hơn nghe lời một ông vua bị nhiễm chất diệt siêu nhân. Điều này giữ ông thánh sạch và tự do khỏi sự lừa dối. Còn các tiên tri khác thì thi hành chức vụ trong sự lừa dối. Sau đó Ahab gọi Miche. Trong lúc họ chờ đợi vị tôi tớ thật của Chúa, các tiên tri tiếp tục nói tiên tri trước mặt hai vua. Một người trong số họ, một người Hebrew có tên là Sedekia, thuộc về chi phái Benjamin, tự làm cho mình một cái sừng bằng sắt và nói, Chúa phán như vậy, ngươi sẽ dùng các sừng này hút Syria cho đến khi hủy diệt chúng, trong câu số 10. Sau đó tất cả các tiên tri nhất trí khuyên vua rằng, hãy tấn công Ramoth Galaad, vua sẽ thành công, Chúa sẽ trao thành này vào tay vua, trong câu số 11 nha. Tất nhiên, giữa nhiều người cố vấn thì có sự an toàn phải không? Và sự việc rất được khích lệ và có vẻ rất an toàn, đó là tất cả đều đồng ý và tái khẳng định. Đúng vậy, họ khẳng định chính xác các dục vọng trong lòng của vua Ahab và nói đúng tham vọng chiến thắng của ông, tức là sự thờ thần tượng. Bây giờ trong khi các tiên tri nhất trí khuyên hai vua, thì sứ giả bắt gặp Mi-chê và nói với ông, kìa, các tiên tri đều nói cùng một điều rằng vua sẽ thành công. Vậy lời của ông nên hợp với họ, ông nên nói điều lành. Sử ký nhì đoạn 18 câu số 12. Tôi có nghe những lời tương tự khi được mời tới một vài hội thánh nổi tiếng. John, hãy khích lệ dân sự nghe. Hãy giảng sứ điệp tích cực nghe. Hãy gây dựng và yên ủi tín đồ nghe. Chúng ta sẽ kết thúc buổi nhóm bằng một bài hát rất hay. Vậy làm phiền anh, đó là hãy kết thúc bằng giọng điệu lạc quan một tí. Chúng tôi muốn tín đồ về nhà cảm thấy thoải mái một tí. Nói như thế là một sứ giả có thể bóp ngặt sứ điệp của một vị vua. Nếu chúng ta giả mạo thì chúng ta không còn là sứ giả giảng như rao lời sấm truyền của Chúa, mà chỉ là những con người dùng những lời tích cực của Chúa được tìm thấy ở một vài nơi trong Tân Ước để giảng những gì mà chúng ta muốn. Mi-chê trả lời thẳng thừng, vì sự nịnh hót không thể mua chuộc ông. Chúa là đấng hằng sống, ta chỉ có thể nói với vua điều gì Đức Chúa Trời của ta phán. Câu số 13. Cha ơi, xin hãy sai đến chúng con những mục sư nói tương tự như vậy trong thời này. Khi Mi-chê đến trước mặt Ahab, ông được đặt câu hỏi tương tự mà nhiều tiên tri khác đã trả lời. Mi-chê trả lời đầy mỉa mai, cứ đánh đi, vua sẽ chiến thắng mà, thành sẽ lọt vào tay vua mà. Câu số 14 đó. Ahab tức giận vì bị Mi-chê nói móc. Sau đó Mi-chê nói lời Chúa liên quan đến hoàn cảnh đó.
Tôi thấy toàn thể Israel chạy tán loạn trên các đồi như bầy chiên không có người chăn. Và Chúa phán, những người này không có chủ, hãy để mỗi người trở về nhà bình an. Câu số 17. Ahab quay sang vua Jehoshaphat và nói, tôi đã chẳng nói với ngài sao, ông ta không bao giờ nói tiên tri lành về tôi, chỉ toàn điều dữ. Câu số 17. Rồi Miche nói tiếp với Ahab những gì thật sự đang diễn ra và những gì sẽ diễn ra. Chúng ta cùng đọc câu số 18 cho đến 22 nha. Vậy, hãy nghe lời Chúa. Tôi thấy Chúa ngồi trên ngai và toàn thể đạo binh đứng chầu bên phải và bên trái. Chúa hỏi, ai sẽ dụ Ahab, vua Israel, đi lên và ngã gục tại Ramoth Galaad? Người nói thế này, kẻ nói thế nọ. Bây giờ, một thần tiến lên, đứng trước mặt Chúa và thưa, tôi sẽ dụ người. Chúa hỏi, bằng cách nào? Thần đáp, tôi sẽ đi và làm thần nói láo trong miệng của tất cả các tiên tri của người. Chúa bảo, ngươi sẽ dụ được người và thành công. Hãy đi và làm như vậy. Như vậy, Chúa đặt thần nói láo vào miệng các tiên tri của vua. Chúa đã định tai họa cho vua. Câu số 18 cho đến câu 22. Chúa trả lời Ahab theo sự thờ thần tượng hay là ham muốn trong lòng ông. Lẽ thật mà Ezechiel viết được minh họa ở đây. Chúa không chỉ nói thẳng sự thờ thần tượng trong lòng của Balaam như đã thấy ở chương trước và trong lòng của vua Ahab như ở chương này. Nhưng Ngài cũng làm giống như vậy đối với những người nào ra sứ điệp như vậy. Ahab nhận được sứ điệp mà ông muốn nghe, nhưng ông khước từ những lời chân thật của Chúa là những lời đem đến sự bảo vệ và sự giải cứu. Ahab đi ra xung trận. Dù ông được bảo vệ khi cải trang để người Syria không nhận ra ông, nhưng ông đã bị một mũi tên đi lạc bắn trúng và chết trước khi hết ngày hôm đó. Bạn có thể giấu được với con người nhưng không bao giờ có thể giấu được với Chúa. Còn ngày nay thì sao quý vị? Chúng ta có muốn sự bảo vệ, sự cung ứng và sự giải cứu mà Chúa hứa hay không? Hay chúng ta muốn được nịnh hót? Chúng ta muốn nghe bình an trong khi thực tế nan đề phát sinh do sự lừa dối mà chúng ta đã mang vào đời sống mình? Chúng ta có suy nghĩ thấu đáo theo ánh sáng của Kinh Thánh hay không? Điều nào là tốt hơn, sự bảo vệ lâu dài khi đầu phục hoàn toàn ý định của lời Chúa, hay chỉ là phước hạnh bề ngoài tạm thời đang khi sự kỷ luật và sự phán xét đang đến? Thực hành. Nhiều cơ đốc nhân hữu danh vô thực chỉ muốn nghe những bài giảng làm cho họ cảm thấy thoải mái. Và vì cớ sự ham muốn và sợ con người, nhiều mục sư sẵn sàng rao giảng những lời nào khích lệ tín đồ mà thôi. Trong những trường hợp như vậy, những bài giảng nghe có vẻ thật tuyệt vời, nhưng nó thiếu rất nhiều và sẽ dẫn cả mục sư lẫn tín đồ tới chỗ rắc rối. Chúng ta cần nghe lẽ thật, cho dù lúc đầu nó đau thật. Dù khi nghe lẽ thật có đau thế nào đi nữa, thì nỗi đau đó vẫn thua xa nỗi khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải khi chúng ta sống trong sự lừa dối. Bạn có thể trở thành một người theo đuổi lẽ thật. Hãy bắt đầu xin Chúa phán lẽ thật của Ngài về đời sống của bạn. Mời Ngài bày tỏ bất cứ chỗ nào bạn bị lừa dối. Hãy viết ra những lẽ thật Ngài nói với bạn để bạn có thể suy gẫm vào những ngày tới và tuần tới. Sau đó hãy xin Chúa thêm sức cho bạn để nói ra lẽ thật. Dẫu làm thế sẽ không được tiếng tăm hoặc không được hoan nghênh lắm. Bạn không cần phải tranh luận, nhưng bạn có thể nói như Miche. Chúa là đấng hằng sống, ta chỉ có thể nói với vua điều gì Đức Chúa Trời của ta.